Aham ti kave sa deva ke loke samara ke sa brahma ke sa samana Iti hatena hatena
namo bhute na ya va brahma loka sato akoka chi ayan data sasahasi loka tatu sankam pisam pakam pisam paveti apamano cha ola no opa so loke patu namo siyati amme vate Devanam Devanupava Tapo Pakawa Utanam Utane Sianja Sivatapo Kondanjo Anja Sivatapo Kondanjo Dihitam Aya Samato Kondanja Sahanja Kondanjo Taveva Namo Buddhaya. Dạ con xin phép hỏi. Dạ con cảm ơn cô. Namo Buddhaya. Đây là chương trình Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Kinh Tương Ưng Sanyutta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Thiêu Cháy bài 1 Kinh Thiêu Cháy Aditta Suttang biết cái gì quý nhất trong lúc khẩn cấp. Sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thầy giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tai biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay kinh Tương Ưng Suttanta Nikaya chương 1 Tương Ưng Chư Thiên Phẩm Thiêu Cháy. Bài 1 Kinh Thiêu Cháy Aditta Suttang biết cái gì quý nhất trong lúc khẩn cấp. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bài pháp hội ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Thank you.
Nam mô Bụt Tỳ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh có tên như là Aditta Sutta, kinh thiêu cháy. Nội dung bài kinh này không phải như cái nội dung bài kinh Aditta Pariyaya Sutta, cái pháp môn thiêu cháy mà Đức Thế Tôn đã thuyết và trong một trong ba thời pháp đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Pháp Môn Thiều Chán. Ở trong bài kinh Aditya Sutta, Đức Phật ngài thuyết về cái pháp môn thiều chán, nói về con mắt là bị thiêu cháy, cảnh sắc là thiêu cháy, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ là một thiêu cháy, vân vân. Ngài thuyết bài kinh này cho 1003 vị đạo sĩ thời lửa đã xuất gia theo Phật pháp, đó là tôn giả Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa và Gia Kassapa cùng với 1000 đồ chúng. Còn ở đây trong cái bài kinh thiêu cháy này là vì lấy cái chữ đầu ở trong bài kệ mà vị trời đã nói lên trước mặt Đức Thế Tôn. Aditasmin agarasmin, trong ngôi nhà bị cháy, thì lấy cái chữ Aditas đó đặt tên cho bài kinh. Trong ngôi nhà thiêu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích, không phải vật bị thiêu. Đó là một phần đầu của loạt bài kệ mà vị trời đã nói. Chính trong ý nghĩa này mà hôm nay chúng ta học được cái bài kinh sẽ do Thượng tọa Tây Nguyên thuyết giảng. Và bây giờ thì xin mời Phật tử Nguyên Xuân đọc cho bài học, sau đó xin mời Thượng tọa Tây Nguyên thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Con kính tri ân Thượng tọa Tế Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc bài chánh kinh Giá Trình Tương Ưng Bộ Xuất Dân Á Nikaya. Biết cái gì quý nhất trong lúc khẩn cấp? Kinh Thiêu Cháy Aditta Suttang, chương 1. Tương ưng chư thiên phẩm thiêu cháy. Cuộc sống là sự hiện hữu đưa dần đến tử vong. Sự thể này được minh họa với hình ảnh ngôi nhà đang bị cháy. Có cái giá trị mang ra được, có cái chắc bị tiêu hủy không thể mang ra được. Những vật bố thí là những thứ có thể mang theo. Những thứ không cho mà chỉ chấp thủ là những thứ sẽ vô nghĩa khi mạng sống kết thúc. Kinh văn: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sawatthi Xá Vệ Jetavana Thắng Lâm, tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc,
Rồi một vị thiên sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Trong ngôi nhà thiêu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích, không phải vật bị thiêu. Cũng vậy trong đời này, bị già chết thiêu cháy, hãy đem ra bằng thí, vật thí khéo đem ra, có thí có lạc quả, không thí không như vậy. Kẻ trộm, vua cướp đoạt, lửa thiêu đốt hủy hoại, khi giờ cuối cùng đến, bỏ thân bỏ sở hữu, kẻ trí biết hiểu biết vậy, thọ dụng và bố thí, thí xong thọ dụng xong, theo lực hành động ấy, không bị ai chỉ trích, vì ấy được sanh thiên. Bản hiệu đính, khi ngôi nhà bị cháy, những vật được mang ra là những vật hữu ích, không phải vật cháy rụi. Cũng vậy khi đời này bị già chết thiêu cháy, biết cho là đem ra, vật thí còn giữ được. Bố thí tạo quả lành, không thí không phúc quả, bị trộm hay hỏa hoạn, hoặc vui chúa trưng dụng. Cuối cùng bỏ thân xác, bỏ luôn vật sở hữu, bậc trí hiểu điều này, biết hưởng và biết cho, tùy khả năng có được. Hưởng, cho đều vô tội, rồi thác sanh thiên giới. Pha trá ná, lu, khạc, đồ chứa đựng bằng đất nung. Ewang Adit, Tako Loko, Chá Rai Giá, Mara Nena, thế giới bị thiêu cháy với già và chết. Điên Nắng Sutkha Phá Lăng Hô Tí, Nayin Năng Hô Tí Tăng Tá Tha, đã an lạc đến từ bố thí chứ không phải từ không bố thí. Đát Toa Chá Phú Toa Chá Giá Tha Nú Pha Quăng, cho và hưởng dụng theo khả năng có được. An Nín Đi Tá vô tội, không có gì để chê trách. Ê Tá Đăng Na Giá Mê Tha Quý Phung Chê Thá Chá Đá Đê Thá Chá Đá Ta Chá Phú Toa Chá Giá Tha Nú Pha Quăng An Nín Đi Thô Sát Ga Mú Pê Tí Tha Năng Tí. Người khôn ngoan biết hưởng dụng tài sản và cũng biết cho, sau khi hưởng dụng và bố thí tùy theo khả năng có được, sau một đời không có gì để chê trách người ấy thác sanh thiên giới. Câu kệ này mang ba ý nghĩa. A. Người biết cái gì phải lại và cái gì có thể mang theo là người khôn ngoan. B. Người khôn ngoan biết bố thí mà cũng biết hưởng dụng. C. Biết bố thí và biết hưởng dụng tùy theo, tùy khả năng có được là vô tội. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và bài chánh kinh đến nay đã kết thúc. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá Nam Mô Tham Ma Giá Nam Mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con thỉnh kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tuệ Truy, Đệ Đức Tuệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời gian. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tăng Api Wadhe Miswakato Bhagavata Thammo Thammang Namasam Subhidipano
Phakavato Savakasanko Sankhanamami, chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ ý tán dương. Ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ của đức Tam Bảo hành giới hộ đến chư tôn đức tăng, tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh thiêu cháy trong Tương Ưng Bộ Kinh. Có thể nói rằng xem ra cái lý thì chúng ta nghe được Đức Phật ngài ví dụ như là một cái ngôi nhà cháy, rồi người ta đem ra cái gì, có vị chư thiên này có với Đức Phật thì người ta sẽ đem ra những cái gì mà nó có giá trị, những cái gì mà nó cần thiết người ta mới đem ra. Thì cũng vậy, cái già cái chết nó sẽ đến với chúng ta, như là cái chết nó đến với chúng ta rồi chúng ta chắc chắn sẽ chết. Và chết như vậy chúng ta đem theo cái gì? Chỉ đem theo những cái việc lành, việc thiện, những cái hành động thiện, những cái hành động lành của mình. Còn những cái thứ mà chấp thú hay là cái điều mà trong cuộc đời này hơn thua hay danh lợi của cải tiền bạc, tất cả đều sẽ bỏ lại hết. Khi mạng sống này nó chấm dứt, chúng ta cũng nhớ có một câu kinh mà thường thường các vị Phật sư giảng thuyết có nói cho chúng ta nhớ nhiều. Punyani paralo kasmin patitta hanti paninan. Chỉ có việc lành, chỉ có phước báo là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở đời sau. Một cái hình ảnh được ví dụ cho một con người có một sự tỉnh thức, con người có sự hiểu biết một cách rõ ràng. Đời người ai mà bước qua được, ai mà vượt qua được, tránh được cái chết. Được con người lần sẽ đưa đến cái diệt vong, không ai có thể thoát khỏi được cái chết. Cũng như hôm nay người kia chết thì xem như là cái nhà người đó bị thiêu cháy, đã bị thiêu cháy. Rồi sẽ tới mình, sẽ tới mình thôi. Từng đồng người đưa nhau đến tha ma mộ địa, đến đài hỏa táng. Hôm nay mình đưa tiễn người ta, rồi ngày mai người ta đưa tiễn mình, hay mình chỉ chết một mình mà cũng không biết, không ai biết hết, hay là bất cứ ở nơi nào đó, vân vân. Thì kính thưa quý vị, ở trong kinh Đức Phật này cũng dạy có hai điều mà chúng ta không thể biết trước được. Thứ nhất đó chính là chúng ta khi nào chúng ta chết và chúng ta chết ở đâu, chúng ta không biết được. Đó là chắc như vậy. Chúng sinh đời con người đó thì mình thường thường đó, mình chúng ta thấy cái quả quản đó, mà người ta biết, người ta còn đủ thời gian để người ta chọn lựa. Cái điều gì người ta cần đem theo, cái điều gì người ta cần mang ra khỏi cái ngôi nhà cháy, cái ngôi nhà đang cháy đó, đó là những người rất không may. Còn có những cái vụ đám cháy đó hoàn toàn không thể đem ra bất cứ cái vật gì họ cần thiết, mà họ chỉ chết cháy. Thì cũng như những con người không biết làm lành thì khi chết đó nó như là có những cái ngôi nhà bị cháy, mà cái người, những người trong đó không thể thoát ra và cũng không thể đem ra những cái gì mà cần thiết. Đây là một điều mà chúng ta nhớ. Quả thật như vậy, sống trong cuộc đời cứ câu thúc, câu chấp, giận hờn, ghen tức, dối lừa, hãm hại nhau, được cái gì? Cái bài kinh khuyến tu cũng là môn thở, môn việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc này cũng chấm dứt. Nào của cải, sự nghiệp, vợ chồng con cái, nhắm mắt rồi lại nắm tay không,
không có đem theo được. Sự thật ra mà nói, chúng ta thương người ta, thương vợ, thương con, thương tất cả sự nghiệp của mình, rồi chúng ta chết, người ta có thể chết theo được không? Không thể chết theo được. Chúng ta đến đây một mình, đã đi một mình. Còn hồi tù mà không biết trân quý, có cần thiết phải xử sự với nhau một cách ác cảm, một cách sân hận, hay là một cách chấp thủ đối với nhau không? Trong gia đình sống phải hiểu vợ, phải hiểu chồng, chồng hiểu vợ, cha mẹ hiểu con cái hiểu được cái sự lo lắng của cha của mẹ, thì quả chăng đó mới là hạnh phúc. Chứ còn nếu như tất cả một chiều, không hiểu được người, vân vân, thì cuộc sống này đau khổ. Ở trong kinh Đức Phật ngày dạy đó, như chúng ta thấy ở dưới đó, ở cái chỗ mà cái xử lý tài sản đó tùy theo khả năng của mình, bố thí tùy theo khả năng, làm các công cũng tùy theo khả năng. Chúng ta nhớ có bốn cách sử dụng tài sản. Thứ nhất, cho vay nợ mới là nuôi những con cái, những người cháu, những người thân của chúng ta được thành tựu, được đỉnh đạt, có nghề nghiệp một cách căn bản, đó gọi là cho vay nợ mới. Và trả nợ cũ chính là chúng ta đáp đền lại công ơn của cha mẹ, của thầy tổ che chở dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời này. Và cái điều thứ ba đó là đổ hố sâu, là chúng ta sinh hoạt, ăn mặc, sinh hoạt ở trong đời sống. Và cuối cùng, độ hố sâu chính là chúng ta làm các công đức. Mà có một lần chúng tôi gửi chúng tôi có thêm một thời gian pháp, tức là thay vì chúng ta gửi ngân hàng thì chúng ta rất là nguy hiểm, sợ ngân hàng sẽ bị phá sản, sợ có thể đổi thay những cái chuyện này chuyện kia của từng đất nước theo thể chế chính trị, rồi chúng ta cũng mất tiền của hết. Nó không có bằng chúng ta gửi ngân hàng Phật, mà nói một cách tức là nó hơi ví dụ chút xíu, tức là Bồ Đà Băng đó, thì chắc chắn rằng cái ngân hàng này, ngân hàng chắc chắn nhất, an toàn nhất. Và ngân hàng đó nó theo ta suốt mãi, cứ như là cuộc đời luôn sinh tử của mình. Thì ngân hàng của Phật đó chính là chúng ta khi nhà cháy, chúng ta biết đem ra những thứ quý cần thiết. Chúng ta nhớ như vậy. Từng công đức lớn nhỏ bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của chúng ta, với những thiện tâm, với những ý lành, là từng những công đức đó đem theo cho chính mình, gửi vào ngân hàng Phật. Để chúng ta sau khi nhà của thân ngũ quẩn này ở kiếp này nó chắc hay nó diệt tận, chúng ta có điều kiện ở trong tương lai để sử dụng. Tức là chúng ta tạo các công đức về thiện sự, tạo công đức về thiện sự, tức là tạo về phước vật, phước đức và phước trí tuệ. Hay là chúng ta biết bố thí, biết trì giới, biết tu tiến, biết cung kính, biết phục vụ, biết thiết pháp, thính pháp, tuệ công đức, hồi hướng công đức, cải chánh tri kiến. Đó chính tập nó tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, cho nên tất cả chúng ta phải đối diện
không có cái gì mà nó tồn tại mãi được. Hình hài thể xác này là quá nhanh rồi. Chúng ta thấy từng những cái vật chúng ta xài, ngôi nhà này, ngọn núi kia, dòng sông nọ, đều do duyên hợp duyên tan hết. Chúng ta nhớ lại cái lời Phật đó, cuối cùng này cũng vậy. Các pháp hành nó phải vô thường. Mà khi chúng ta biết nó vô thường, nó sẽ rã tan, hợp tụ rã tan. Đây chắc chắn là như thế. Chúng ta biết đó là một vấn đề. Một vấn đề hết sức là căn bản. Không ai hơn ai đâu. Cái hơn, cái tốt đẹp hơn, cái gọi là trân quý hơn, đúng đắn hơn, khi chúng ta chết. Giờ phút chúng ta chết, chúng ta có được đem theo những cái gì? Trong những cái điều mà tâm niệm của một người tu thì chúng ta phải biết ngày đêm nó qua lẹ, bây giờ ta làm được cái gì, ta có thật sự có những cái có những ân đức hay có những cái điều tốt đẹp không, tâm ta có hổ thẹn, tâm ta có nghĩ đến những cái điều gì khi mà những người đồng phạm hạnh, những người thân của chúng ta đến gặp ta trong giờ phút cuối cùng, ta có cảm thấy hổ thẹn chăng? Bởi vì sao? Nếu chúng ta còn câu thúc, còn đau khổ, còn chấp thủ, còn giữ gìn, chẳng những chết không có đem đi theo được, mà chúng ta bị dính mắc, bị đau khổ, sinh làm súc sinh để giữ của, như chúng ta thấy như con chó. Mà trong kinh Đức Phật ngài dạy về con chó, ngài đi ngang ngài thấy con chó chỉ biết cười, con chó nó bỏ ăn về, thì người con mới hỏi tại sao vì hôm nay Sa Môn Cổ Đàm đi ngang thấy nhìn con chó nói lời gì đó mà con chó nó buồn nó bỏ ăn, và hỏi tại sao như vậy, thì ở đó chính là cha ngươi vì kêu kiệt mà tái sinh thành con chó. Thì kính thưa quý vị, chúng ta không đem theo được. Và bao nhiêu cái chuyện buồn, bao nhiêu cái chuyện vui, thì người ta lại thích đem theo. À, nó kỳ vậy đó. Trong tâm tư tình cảm, người ta bị mất mát tình cảm. Có thể bị vợ hay bị chồng, bị người thương, người yêu bỏ người ta lại hận, người ta lại giận. Mà cái đó, người ta nghĩ rằng người ta hận, người ta đem theo suốt cuộc đời này, và nguyện rằng đời sau sẽ không bao giờ gặp họ. Nhưng quả thật, họ đã suy nghĩ sai. Càng hận càng giận, càng sớm gặp, bởi vì thương phải xa, ghét phải gần, chấp thủ. Hay những cái lời đai nghiến, những cái lời khó nghe, bị phỉ, bị người ta chà đạp, bị người ta mắng nhiếc, bị người ta đánh đập, bị người ta lừa gạt. Hiểu theo tinh thần Phật Pháp đó, chúng ta nghĩ đến cái duyên, cái nghiệp của mình, thì mọi việc nó đi qua. Nhưng nếu như chúng ta càng hận càng giận, thì chúng ta tự đau khổ thôi. Nếu chúng ta hiểu được cái nghiệp, cái duyên có nợ phải trả, người ta lừa gạt mình bởi vì mình cũng vì tính người ta, vì nợ người ta cho nên thôi bây giờ trả, thì chúng ta suy nghĩ như vậy, kính thú vị đau đớn lắm nhưng nó sẽ vượt qua được. Phải tập như học những cái bài học chấp nhận và đối diện với chính nó. Khi bị người ta hạ nhục mình,
mắng nhiếc chửi rủa mình, thì chúng ta cũng biết rằng mình có quan trái với họ, chứ không phải mang đó làm cái điều thù hằn và để thời bưng tử trả thù 10 năm chưa muộn vân vân. Thì chúng ta tại sao chúng ta phải đem theo cả cuộc đời, sống được cuộc đời này nó ngắn mà chúng ta lại đem theo, nó vô ích, nó khổ nhiều. Đi đường xa mang đồ nặng chắc chắn chúng ta vất vả, sống không vui, ăn một miếng cơm, đi mát mát, đi dạo dạo, tư tưởng nhớ lại cái chuyện đó, đắng miệng không thân thiết. Lẽ ra cần một những phút thư giãn, cần những phút nhẹ nhàng, chúng ta lại nhớ tới cái đó, chúng ta cảm thấy bất bình. Thì những cái tâm đó là những cái tâm nó câu thúc, là những cái giận hờn, những cái quan kết mà chúng ta cần phải buông bỏ. Kính thưa quý vị, nó khó nhưng chúng ta phải nhớ, phải buông bỏ. Vì Phật ngài giải thoát phải xa ghét phải gần, mình nghĩ rằng như thế cho nên thôi kệ, coi như là trả nợ tình gần, trả nợ tình xa, trả hết cho đời đi cho nó xong, đúng như vậy đó. Và tất cả những niềm đau nỗi khổ gì rồi nó cũng đi qua, chúng ta cũng phải đau khổ hoài. Cũng cảm ơn họ, nhờ họ có những cái lời nói nặng mình, hay những lời mà nói mà coi như là thỉnh gạt mình, hạ nhục mình. Hôm nay chúng ta trưởng thành, chúng ta tốt đẹp. Mà trong cái đời sống có nhiều cái bài học trong cuộc đời. Những người lớn khôn không lấy đó là một cái điều mà người ta quan kết. Người ta lấy đó là những điều mà vì ấy có một cái sự tâm tư, có một sự suy xét thì nó sẽ được tốt hơn. Bởi vì kính thưa quý vị, chúng ta không đem theo một cái gì cả, nhưng điều tại sao mà mình vẫn lo lắng sợ sệt? Bởi thực sự chúng ta chưa thật sự tin nhân quả một cách chắc chắn. Và vì cái chỗ mà chúng ta không có một niềm tin vững chắc, chúng ta không có hiểu biết nhân quả một cách tận, thì chúng ta lại sợ lo lắng. Rồi chúng nghĩ rằng của cải chúng ta làm ra, một là mình thụ hưởng, hai nữa để lại cho con cháu, để lại cho con cháu nó phá thôi chứ nó chưa chắc làm cái gì. Bởi vì khi chúng ta hiểu được Phật pháp nó rất là đẹp. Tại sao như vậy? Bởi vì mỗi chúng sinh có nghiệp riêng. Bây giờ mình cho nó nhiều tiền của, tạo cái điều kiện tốt chưa chắc đó là tốt đâu, mà nó lại là dựa trên những cái tiền của đó nó phá của, thế nó làm những cái điều tội lỗi trên những cái tiền của chúng ta đang có đó. Rồi chúng ta cũng cho nó một phần, và chúng ta nên để cái gì hướng đạo nó, chỉ dẫn nó, dìu dắt nó về cái con đường chánh, hay là chúng nó biết được cái nhân quả, nó biết được cái điều tốt điều lành. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta sống đời sống chúng ta có một sự tỉnh thức rõ ràng cái gì rồi chúng ta sẽ chết, và chúng ta chuẩn bị cho cái chết. Mỗi một ngày thức dậy, chúng ta phải nhớ rằng hôm nay chúng ta còn sống, và chúng ta trân quý. Mà cái điều đó chúng tôi cũng lần chúng tôi đọc cái mà tặng thư sống chết, có đệ tử hỏi ngài Milarepa thường thường hàng ngày ngài làm cái điều gì, thì lúc đó vị thầy mới trả lời: mỗi sáng thức dậy ta thấy rằng ta đang còn sống, giờ ta biết rằng không biết ta sống tới ngày mai không, bây giờ ta biết trân quý chúng ta hiện đang sống này, để có thể làm những cái điều gì tốt đẹp nhất. Cái điều đó là một tỉnh thức cho tất cả chúng ta. Ai nói rằng chúng ta có thể sống qua ngày mai? Ở trong room này
có chư Tôn Đức Tăng Ni cùng chư Phật tử. Ai có dám nói chắc rằng mình sống chắc qua ngày mai là điều chắc chắn? Ai cũng muốn như vậy, nhưng cái sự vô thường nó có thể tới. Chúng tôi hay là khác có thể không sống tới sáng ngày mai không thể xỏ dép được mà bước đi tiếp tục được. Đó là sự thật, bởi chúng ta không biết không phải già mới chết mà trẻ cũng chết nữa. Chớ để đến già rồi niệm Phật mồ hoang lắm kẻ mái đầu xanh là như vậy mà nó phải già mới chết đâu. Không phải là một cái sự thứ tự từng bước. Sanh ra thì nó có thứ tự, nhưng điều chết không có thứ tự, cái bệnh không có thứ tự, cái già nó cũng có thứ tự. Nhiều khi trẻ vậy, nhiều khi mà tuổi còn trẻ nhưng điều thân xác là già mỏi. Cách đây gần một tuần, chúng tôi có gặp một cái anh đó, trời thêm già quá trời, thấy đầu tóc nó bạc mà kiểu như nó tiêu tụy. Chúng tôi nghĩ rằng hẳn chắc đáng anh lớn của mình hay là đáng chú bác của mình hoặc anh lớn của mình. Chúng tôi hỏi, nói chuyện một hồi xong hả, anh hôm nay chắc cũng coi như là 70 trên chưa? Cái đó chẳng dữ như xưa, cũng đâu có như vậy. Có mới có 52 à. Chúng tôi nói cái gì? 52 bằng tuổi của chúng tôi. Mà quý vị biết thế hồi già vô cùng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái tuổi già nó có theo cái tuổi tác. Chúng tôi nói phải vậy là chúng tôi còn trẻ đâu, những điều mà chúng tôi biết nhìn, chúng tôi nhìn thật giật mình luôn. Mình với họ như thế, thật sự đã già. Những điều mà sự thật cái già của anh đó, khi mà bằng tuổi đó rất già. Chính bằng tuổi mà mình còn không nhận ra được. Mình nghĩ rằng chắc 70 mấy tuổi, rất là khổ. Thì biết ra, thì anh này, anh chuyên, anh suốt ngày chỉ biết rượu chè không. Thì nó cũng là cái nguyên nhân đưa đến cái thể xác nó tàn, nó tàn tụy, nó tiêu tụy và nó phế tàn. Thì kính thưa quý vị, cái sanh á thì có người trước người sau à, nhưng điều mà cái bệnh, cái già và cái chết không có tính trước tính sau được, đó là sự thật. Thì cũng vậy, cái trước cái sau nó không phải là một vấn đề, mà chết ai chết mà biết cái gì, biết coi như là có đem theo cái tư lương của chính chúng ta, tư lương của mình có đem theo không, tư lương sau khi chết để chúng ta đem theo được cái gì, đó là những cái việc thiện việc lành mà nãy chúng tôi đọc cái câu việc là vui nhà đi phá lô cách mình và tiếp tông để ban đi năng, chỉ có việc lành, chỉ có điều lành chúng ta đem theo thôi. Và những cái điều lành, điều thiện này chúng ta tạo tác không phải là có tiền, mà đó chính là chúng ta biết tu. Chúng ta biết tu phước đức và tu phước trí. Có thể biết bố thí, có thể chúng ta trì giới, có thể chúng ta tham thiền, vân vân. Chúng ta làm các công đức gì có thể được, chứ không phải nói chỉ bố thí. Đành rằng bố thí là một cái việc làm nó dễ, nhưng chúng ta cũng phải cố gắng để trong cái dòng sanh tử luân hồi nó đỡ hơn. Nếu như người mà có cái tâm bố thí hay có cái lòng thí thì của cải họ đem theo đó chính là ở trong kiếp lai sinh, trong cái vòng luân hồi được thuận duyên thuận may, trên con đường sanh tử của mình nó nhẹ nhàng hơn, đỡ vất vả hơn. Phải nói rằng cuộc đời này nó chóng qua, nó rất là lẹ. Những điều mà chúng ta đâu
chúng ta suy nghĩ từng hơi thở này ra vào là từ cái sang sự sống gần cái chết, đó là chắc chắn. Chúng ta như vậy rồi cái thời gian tuổi thọ của chúng ta nó nhất định, thì cái thời gian sống của chúng ta nó tỷ lệ nó giảm bấy nhiêu lần. Hơi tuổi từng ngày qua, từng ngày qua là chúng ta xa sự sống gần cái chết. Từng hơi thở, cái từng sát na này, sanh diệt này, nó là như thế, không thể đổi thay được. Kiếp con người, cái gì cũng có thể đổi thay được, nhưng khi già, cái bệnh, cái chết, và đặc biệt cái chết không thể tránh, không thể thay được, và không thể chết đi mà sống lại được. Không thể nào mà chết đi mà sống lại được. Cái con người hiểu biết, con người biết làm những cái việc lành, làm những cái việc thiện, hay là biết tạo các công đức, nói chung, kính thưa quý vị, đó cũng là nhân, đó cũng là duyên. Mà chúng ta tiếp tục có một lần có một người Phật tử hỏi chúng tôi, chúng tôi nhớ mà, hỏi như chứ sư tu như vậy sư có sợ chết không sư? Tôi nói sợ chứ. Rồi tu như vậy sư có sợ bệnh, sợ già, sợ chết không? Nó tất cả đều sợ. Thôi gì chị chứ sư, tại sao sư tu sư sợ? Cái tôi nói cái chuyện tôi chưa phải là vị thánh, tôi chưa là thánh, tôi chưa là thần phải sợ chết. Bởi vì sao? Bởi tại sao sư phải sợ chết? Nó cuộc sống nó vô thường, nó thay đổi gì cái xác thân này. Thì cái tôi nhớ chúng tôi trả lời một cách rõ ràng. Chúng tôi nói cái chết đó chắc chắn ai cũng đấy. Nhưng chết rồi đi về đâu? Chết rồi liệu mình còn là kiếp người hay không nè? Hay mình làm kiếp thú nè? Hay mình làm kiếp đau khổ nè? Rồi mình chết, mình chết đi liệu mình còn được tiếp tục như thế này không, hay là mình được hiểu biết về Phật pháp không, mình hiểu biết được về cái con đường tu hay không, nó cũng chưa chắc. Bởi vì nó còn một cái sự trợ tạo của hậu báo nghiệp, tức là nghiệp quá khứ đời trước của chúng ta làm đó. Nó mới kết quả sanh y cho tương lai. Bởi vì cái nhân lành của chúng ta làm hay cái quả ác của chúng ta làm tới qua kiếp thứ ba nó mới trổ sanh, thì không biết nó rơi vào kiếp nào. Nhiều khi kiếp sau hay hoặc là những cái việc ác chúng ta tạo ngay kiếp này mà chúng ta phải lãnh lấy thì phải sợ chết. Nhưng nếu chúng ta cũng biết sợ như vậy mà chúng ta biết trưng dụng cái gì, cái những gì mình đang có, như ở trong kinh Pháp Cú có dạy đó, như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm cũng vậy, thân sanh tử làm nhiều việc phúc lành, đành rằng cái tấm thân giả tạo này, sắc thọ tưởng hành thức này hợp tụ rã tan. Nhưng dựa trên cái tấm thân này chúng ta làm được đó, làm được những cái điều lành, chúng ta biết đem theo những cái quả lành, cái điều đặc biệt biết đem theo những cái quả lành. Và chúng ta biết đem theo được những cái quan lạnh đó chính là chúng ta biết khôn ngoan, là có người biết khôn ngoan. Những chuyện gì trong cuộc đời nếu chúng ta tập thì nó cũng sẽ được, chứ không phải là không. Những chuyện gì lớn lắm, lớn quá cho nó là nhỏ, nhỏ thì cho nó nhẹ nhàng. Và chúng ta sống, chúng ta phải đối diện. Hôm nay người này cứ xử tốt với mình, ngày mai người kia xử xấu với mình. Hôm nay mình được khen thì ngày mai mình bị chê, tất là như thế. Và không cần thiết phải sống vì người, bởi vì người ta chê mình cái mình ghét người ta, hay là mình giận, hay là người ta làm thì khổ của mình. Bởi vì chuyện người á thì người hiểu, người biết, chuyện mình biết,
cần thiết. Không cần thiết hỏi nó như thế nào cả, mà chúng ta tự biết mình. Tự biết mình. Người nào biết mình thì người đó có một cái khí niệm tu tập rất là tốt. Quả thật vậy. Cần thiết phải đối xử với nhau một cách giận hờn, hay nói những lời khó nghe, hay có những cái hành động khủng khiếp không? Gặp nhau kiếp này, liệu kiếp sau chúng ta còn gặp nhau không? Đó chính là một sự thật. Hôm nay là vợ, là chồng, là con cái, là huynh, là đệ, là sư trò, là đệ tử với nhau, vân vân. Nhưng kiếp sau chúng ta còn gặp nhau hay không? Do chính chúng ta có tạo những cái điều thuận duyên, đồng lý tưởng, đồng thiện sự, và đồng làm một thiện sự, đồng ý nghĩa một thiện sự, và đồng tu tập nhau không, thì quả chăng đời sau chúng ta còn thể gặp lại. Chứ còn việc mình làm, việc mình tính, mình cái giận, cái hờn, cái thương, cái ghét của mình, và đi theo cái ngã chấp của mình, thì đời sau mọi người không được riêng. Và nếu như biết rằng đời sau chưa chắc gặp nhau nữa, thì thôi, sống hết tình nhau là như thế, để biết rằng cái gì, biết cho nhau những điều tốt đẹp, đó cũng là một sự bố thí. Biết sống đúng, đó cũng là một bố thí đến cho họ. Biết che chở để cho người ta nương, người ta tựa. Kính thưa quý vị, chúng ta biết thương xót người khác, chúng ta biết tha thứ, chúng ta biết buông bỏ, thì tự chúng ta được an lạc. Đó chính là chúng ta đem theo vàng bạc kim cương. Còn nếu như chúng ta không đem theo, thì như hồi nãy chúng tôi ví dụ đó, như một cái ngôi nhà cháy, có những người còn kịp thời đem ra những cái gì quý giá nhất, còn có những cái ngôi nhà cháy người ta chết cháy trong đó luôn, không kịp đem theo cái gì hết. Thì cũng vậy trong cuộc đời này, rồi cái già, cái bệnh, cái chết nó đến với chúng ta, chúng ta không thể đem. Mà nếu chúng ta không biết làm những cái việc lành, thì kính thưa quý vị, chúng ta không đem theo được cái gì hết, mà chính là chúng ta phải chịu cái sự đau khổ như là con ngôi nhà cháy, và không ai có thể cứu được, cuối cùng họ chết, không đem theo được cái gì hết. Thì cũng như thế, đời của người không biết tu tập, không biết làm thiện sự, không biết đến tha nhân, không biết đến đồng loại, không biết thương người, không biết tha thứ cho người, không biết hiểu biết cứu giúp người, thì kính thưa quý vị, nó rất là dễ. Ở trên đời này nó có những tấm lòng vị tha lắm, nó có những tấm lòng buông bỏ lắm, mà thường tức là những tấm lòng tham ái chấp hữu, hay là lo lắng sợ, bực bội, khó chịu. Quả thật thì trong cuộc đời này mình có thể hơn nhau về địa vị, hơn nhau về tài sản, giàu có, vân vân, nhưng rồi sẽ không hơn nhau về cái gì, về sinh thú đâu. Chết rồi cũng bỏ lại tất cả, thì có cần thiết chúng ta phải suy nghĩ như vậy? Ai làm mình khổ mình phải đối diện, ai làm mình, ai gây quán chuốc hờn đối với mình thì tôi kệ, cứ buông bỏ đi, tránh né, đừng để oan trái. Có nhiều khi cái tánh bực bội, cái tánh giận hờn đó là phàm phu, nhưng là một người tu biết tỉnh thức, biết bỏ liền, đó mới là nói đến cái nội công, đó mới nói đến cái sự tu tập mình có một giá trị. Chứ còn nếu như tu mà chúng ta cứ câu thúc hoài, cứ ghét bỏ hoài, cứ coi đó là một chuyện hết sức là ghê gớm, và cứ như thế, thì kính thưa quý vị, nó kém. Chúng ta gọi là đạo cao
đường tu của chúng ta nó cao hay là không cao, đó chính là mọi người biết buông bỏ. Để chúng ta có cái đức trọng, biết buông bỏ một chút xíu để có cái đức trọng. Có một lần chúng tôi gặp một cái vị hòa thượng, bị một mấy người đệ tử của mình lừa gạt. Thì vì đó mới chúng tôi mới bực, mà họ vẫn tới để coi như để nịnh nọt, để lo lắng này nọ. Còn đi thì chúng tôi mới nói với ngài, bạch ngài, sao ngài không nói thẳng cho họ nghe đi, và không có thì ngài nói cho người khác nghe, chứ để không thì họ cứ lừa gạt ngài, hay là họ đến họ làm phiền ngài hoài. Ngài nói một câu rất là tuyệt vời, nói chị sư ơi, nó cũng đã làm rồi, những con người á, khi nó không biết cái hậu, nó không biết cái tạm quý, nó không biết cái hậu thẹn rồi, nó làm rồi mà nó cũng vẫn còn quay lại, thì sẽ phải sợ né những người này. Còn mình nói ra đó, chẳng những nó không nghe mà nó gây cho quan trái này. Đời này trả bao nhiêu nó chưa đủ, nó làm mệt mỏi, nó làm tôi bực bội khó chịu như vậy. Thôi tôi buông bỏ đi, tôi chấp nhận, và đó cũng là cái tu của mình. Mình phải nhớ như vậy đó. Sẽ nhớ có cái chuyện buồn, chuyện khổ gì đó thôi kệ, nếu không giải quyết được thì thôi cho nó qua đi, rồi mình coi như mình đối phó, đó là cái nghiệp mình trả thôi. Chứ còn không nữa, nó quan trái đời này đời sau mệt mỏi lắm, thì thôi mình không có nên gần với họ nữa. Họ tới thì cái quyền của họ, xem như là khổ có quan trái và trả nợ cho họ rồi. Kính thưa quý vị, khi chúng tôi đang bực bội, chúng tôi nghĩ rằng ngài chỉ có thể nói một lời là có thể, họ không làm được như vậy được. Nhưng ngài nói rằng nói để làm gì? Nó cũng không có bỏ cái tâm ý xấu xa đó đâu. Thì thôi, cũng như mình cứ thực hiện cái nghiệp duyên của mình. Thì trong cuộc đời này, nếu như chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta thấy không giải quyết được, thì chúng ta nên biết buông bỏ, biết kham nhận, biết đối diện với chính mình để vượt qua. Thì đây cũng chính là chúng ta né tránh. Thì cũng vậy, bởi vì trong cuộc đời này, khi chết, chúng ta không có mang theo những cái đó. Còn cái chuyện gì trong cuộc đời này vay trả là chắc. Vay trả thì chúng ta trả cho người, thì người vay mình, thì cái đó cũng đó. Nghĩ hiểu như vậy thì nó rất là nhẹ nhàng. Thì kính thưa quý vị, nó khó lắm chứ không phải chuyện bực bội đơn giản. Nhưng chúng ta cũng phải tập biết buông bỏ, biết làm các cái công đức tùy theo cái khả năng của mình. Và chính chúng ta, đó chính là một cái lợi phẩm, đó chính là một cái điều tốt đẹp mà chúng ta có thể mang theo cho đời sau. Tức là cái quý giá chúng ta biết đem theo, tức là hưởng dụng cái điều của mình có được, thì đó chính là cái giá trị nó vô tội, cái điều của giá trị nó tốt đẹp. Thì tất cả chúng ta sống trong cuộc đời với những người có những nghiệp lực, có những tâm tư khác nhau hết, bởi vì tâm chúng sinh dị biệt, thì gương mặt này, tâm hồn này, nghiệp nó dị biệt khác nhau, thì cũng ai lường được ai, cũng ai biết được nó như thế nào, chuyện xa, chuyện gần, chuyện tốt, chuyện xấu, rồi tất cả mọi người. Nhưng chúng ta chỉ biết là cái gì thì làm. Thân người khó được, Phật pháp khó tìm, khó gặp. Chúng ta hiểu biết được lời Phật, như chúng tôi đã nói, chúng ta cần phải biết gửi cái ngân hàng Phật, những cái điều tốt, những cái điều lành. Và chính những cái điều tốt, điều lành này, nó là nơi nương nhờ của tất cả chúng ta ở trong cái đời sau. Và cũng chính là người biết được đem theo những cái việc lành. Chứ còn tất cả những ân quán, những chấp thủ, những chấp nê gì đó, rồi cũng sẽ giai tụy hư vọng, cũng sẽ bỏ lại tất cả. Nó là như thế. Cho nên vì vậy,
chúng ta biết tu, chúng ta biết hiểu biết, thì sự thật ra đến đây có gì thì ra đi cũng bỏ lỡ hết, và chỉ có việc lành việc thiện hay là việc ác, mọi người mang theo việc lành việc thiện hay là mang theo việc ác việc xấu là như vậy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, mình sẽ có để điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì thiếu sót kinh ngưỡng không chưa tăng sẽ bổ túc cho được hoàn mãn tốt đẹp. Và xin chấm dứt thời gian thuyết trước khi dứt lời kính dân cầu phúc lành được đầy tích tới đại diện vương, các vị chư thần chư tiên, các vị các bậc thầy tổ, cũng như nguyện đến tất cả chúng sinh được an lạc, được tính hòa và chứng định chưa công đức tăng, được dụng mạnh tính tâm và toàn thể quý vị được an lạc, được tính hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Ca Giá. À, chúng tôi hỏi quý Phật tử là nãy giờ quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Yeah. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa, tuệ siêu thượng tọa có nghe được và có cảm biết được không? Nếu được thượng tọa hoàn hiện cho biết. Dạ, yeah, xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có trước máy và thượng tọa có nghe được không? Bây giờ quý vị mới nghe được hả? Dạ, sa thú thi tọa cứ cầm mic thi tọa. Thi tọa ở trong bài kinh này có một đoạn đó là người có trí đó, là người biết cho và biết hưởng dụng tài sản tùy theo khả năng mà mình có được. Thì thường người ta nói là một người tốt là người chỉ biết cho thôi, chứ không biết hưởng. Nhưng mà tại sao ở đây lại nói đến cái chuyện là người có trí là người vừa biết cho và biết hưởng tài sản mình tùy theo cái khả năng mà mình có được mà không có vượt ngoài khả năng mình, thì tôi giải thích thêm chuyện này, cái tính điều đó. Hello. Thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật, nhất là hàng cư sĩ tại gia đó, Đức Phật là người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là chấp nhận sống thọ dụng những cái dục lạc, nhưng mà sống theo lời dạy của Đức Phật. Đối với hàng cư sĩ thì có lẽ là chúng ta nghe cái vị thiên này nói như vậy, thì vị chư thiên này, khi mà chúng ta biết rằng thường thường những cái nam nữ cư sĩ khi mà họ chết và sanh làm về cõi trời đó, thì họ biết được cái hạnh nghiệp của mình từ kiếp trước. Có nghĩa là biết mình làm việc thiện gì sau khi chết mình sanh lên cõi trời. Như vậy thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, thì ví dụ mình nuôi cha mẹ trả nợ cũ, nuôi con cho bay nợ mới, rồi một số tài sản mình đổ xuống hố sâu là mình ăn xài, một số tài sản mình để giao tiếp bạn bè rồi là trải đường, một số tài sản là phước để dành. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi con là cái những cái điều mà cái người cư sĩ làm ra của cải tài sản, chia ra các cái ngôi nhà đó, và cũng có một phần để dành làm phước để dành.
Như vậy thì nên chúng ta thấy những cái người Phật tử ở những quốc giáo như Thái Lan, Lào hay Miến Điện, Tích Lan, thì họ thường thường buổi sáng hay đặt bát cúng dường chư Tăng. Mà không có chư Tăng thì họ buồn khổ. Thậm chí nhiều khi chúng tôi ngồi nghe mà có nhiều người họ hỏi đó, ví dụ mà thấy bên Thái Lan những người Hồi giáo họ giết chư Tăng đó, hoàng gia Thái Lan phải cho xe tăng theo bảo vệ chư Tăng đi bát. Những lúc mà coi tin nó thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng đối với cái người cư sĩ đó thì mỗi ngày thì cúng dường chư Tăng, họ làm, họ đóng thuế với vua chúa thì vua chúa phải bảo vệ cho họ. Họ sống nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, rồi bố thí cúng dường là cái phận sự họ phải làm. Như vậy thì chúng ta hiểu được như vậy đó thì mới thấy được cái câu, nghĩa là người có trí đó thì họ bố thí, họ thọ dụng cái vật, cái họ thí xong rồi họ thọ dụng theo lực hành động ấy, không bị ai chỉ trích vì ấy được sanh thiên. Như vậy rõ ràng cái người này đó là cái vị chư thiên này, chúng tôi nghĩ rằng là một cái người nam cư sĩ hay là nữ cư sĩ, vì họ sống theo lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là nuôi cha nuôi mẹ rồi ăn uống là đổ xuống hố sâu. Bởi chúng ta biết rằng chúng ta cũng không ngoài bốn món vật dụng, mà chúng ta thấy chúng ta vẫn ăn uống, rồi vẫn uống thuốc, rồi vẫn ở nhà, rồi vẫn có y phục mặc, bệnh vẫn có thuốc để uống. Thì bốn cái điều căn bản đối với con người đó thì không có người nào là không chi dụng. Mà nếu mà mình làm mà nó chệch choạc đó, có nghĩa là chệch choạc là gì? Ví dụ như mình sống nuôi cha mẹ, nuôi vợ con thôi mà mình không có chôn của đi dành, nó cũng là chệch choạc. Mà nếu mình sống mình bố thí cúng dường không, mình không có nuôi cha mẹ, không có nuôi vợ con, nó cũng là chệch choạc. Chệch choạc ở đây là mình không có chia cái tài sản, rồi mình sống mình không có ăn uống đầy đủ đó, mình suy sụp đó, bệnh hoạn đó, nó cũng là chệch choạc. Tại sao vậy? Vì Đức Phật kể rằng mình sống bố thí cúng dường nhưng mình vẫn phải ăn uống để mình làm lụng, mình làm lụng để nuôi cha mẹ, trả nợ cũ, nuôi con cho vay nợ mới. Như vậy thì chúng ta hiểu được một cái người sống có trí đó thì họ thấy họ phải làm cái gì. Đối với vua chúa thì họ cũng phải thì nộp mà thuế để vận hành quốc gia, để nuôi những cái người gìn giữ trị an trật tự, để mình sống không có bị trộm cướp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sống hiểu được như vậy đó thì mình biết được cái việc gì mình phải làm. Có nghĩa là mình phải chia cái tài sản nó làm 5 phần. Bình thường Đức Phật ngày dạy đối với người cư sĩ đó. Như vậy thì mà mình sống, mình được làm người đó là do cái quả lành quý vị. Cái quả lành với cái sanh báo nghiệp đời trước đó, mới cho ra cái kiếp này. Bởi thường thường chúng ta thấy cái hiện báo nghiệp là ngay kiếp này, cái sanh báo nghiệp là kiếp sau. Như vậy là mình được sanh làm người kiếp này đó là do kiếp trước. Kiếp trước, cái sanh báo nghiệp kiếp trước nó cho ra cái kiếp này của mình. Những cái hậu báo nghiệp nó cũng là những nhân duyên cho mình được những cái hạnh phúc, an vui. Nó cũng vẫn đổ sanh, chen lẫn nhau ở trong cái đời sống luân hồi của mình. Nhưng mà cái gì mà sanh báo nghiệp là cái kiếp sau đó là phải có một nghiệp thiện nào đó để cho mình sanh làm người. Và nếu mình được làm người đó, thường thường á, mình sanh làm, như chúng thường nói quý vị, sanh làm chư thiên, họ biết được kiếp trước, họ làm cái thiện nghiệp gì, họ sanh làm người. Còn đối với loài người của chúng ta đó, thì chúng ta không biết kiếp trước mình làm cái thiện gì để bây giờ được sanh làm người, mình không biết. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày ra đời đó, ngày nói rất là nhiều những cái việc thiện của những cái người đó, như là vua Ba Xê Na Đí, hoặc là hoàng hậu Marika, hoặc là năm anh em con đinh nhá này, hay là 355 người bạn gia xá, rồi những cái chuyện đó Đức Phật ngày nói là những cái câu chuyện mà những cái thiện nghiệp cho sanh, cho những người đã sanh lại làm người trăm lần ngàn lần, những cái câu chuyện đó cho mình thấy rằng một cái thiện nghiệp nó cho mình sanh làm người, và sáu cõi trời dục giới đó là tám cái tâm quả, dục giới tịnh hảo đó mới cho mình sanh lên bảy cõi vui, cõi người và sáu cõi dục giới.
Như vậy thì chúng ta hiểu rằng tám cái tâm quả dục giới đó, từ tám cái tâm thiện dục giới, trong đó có thiện, hợp trí, ly trí, thọ hỷ, thọ xả, vô trợ, hữu trợ, mà nó cho mình sanh làm người, làm người tham nhân, người nghị nhân, hay là thậm chí đến người lạc vô nhân, là tâm thẩm tấn thiện cho sanh làm người lạc vô nhân, thì cũng là làm thiện, mình được sanh làm người. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này đó, thì có một cái lời dạy, nghĩa là đối với cái người có trí đó, thì thấy mình phải làm cái gì. Có trí này đây là chúng ta thấy có trí mà tin tưởng Phật là giác ngộ, Pháp là cái lời dạy của Đức Phật. Tin tưởng chư Tăng là thực hành, đó là lời dạy của Đức Phật, là tin tưởng nhân quả. Nên cái đức tin của mình nó có bốn cái tin trong sạch, đó là tin Phật, Pháp, Tăng, tin nhân quả. Mà nếu mình thành tựu được cái, mình hiểu được nhân đời trước cho quả đời này, rồi nhân đời này cho quả đời sau, thì mình sẽ làm thiện. Mình sẽ làm thiện, mình sẽ biết được cái việc thiện cho mình quả vui. Nên mình tự năng nổ mình làm. Thì ở trong cái câu thảo luận đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì con thỉnh thần tạm. Bây giờ tôi cũng gửi mic lại cho thần tạm. Sa thú cái trình thượng tọa pháp đăng, mà thượng tọa thầy siêu thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thầy siêu đang có mặt trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Rất là hoan hỷ là thượng tọa đang ở trước máy. Mà thượng tọa thầy siêu có cái câu này là cái quả an lạc đó, và quả an lạc nó đến từ cái được cho, và đến từ cái được cho chứ không phải là cái không được cho. Cái câu đó mình nên hiểu như thế nào? Có phải chăng là chỉ có cái được cho đó, chỉ có bố thí mới là có phước, chứ không có bố thí thì không phước, có đúng như vậy không? Dạ thì tôi có thể chơi. Dạ, có hãy thành chỉ nói chữ bố thí mới mang lại của quả phúc an lạc, có phải như vậy không? Hay là chúng ta hiểu cho màu sinh kính thỉnh thiên tòa. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Tam Bảo, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Trong câu nói này chúng ta cần phải hiểu đây là cái câu nói của vị chư thiên, của vị trời đã nói với Đức Phật. Cho nên dù có cái lỗ hổng ở chỗ nào thì đó cũng là chuyện thường tình, chứ không phải, cho chúng ta không cần phải thắc mắc. Bởi vì nếu là Phật ngôn, nếu là lời của Đức Phật thì cái điều đó đáng chúng ta
thắc mắc tại sao Đức Phật lại thuyết như vậy. Còn về ở đây chứ, vì trời đó đã nóng, khi ngôi nhà bị cháy, vật được mang ra là những vật hữu ích, không phải vật cháy rụi. Cũng vậy, khi đời này bị già chết thiêu cháy, biết cho là đem ra, vật thí còn giữ được, bố thí tạo quả lành, không thí không phúc quả. Thì ở đây thưa quý vị, cái câu này chỉ gói ghé trong cái ý nghĩa là nói đến cái vị trời đó, nói đến cái sự bố thí. Bởi vì cái tài sản mà con người hiện có cần phải hiểu rằng theo lời của Đức Phật dạy là Asiko Loko Sapakahaya Gamadiyang, đời là vô sở hữu, ra đi phải bỏ tất cả. Vì vậy cho nên những cái vật sở hữu nào và biết đem cho, đem cho ra rồi đó, thì cái đó nó sẽ đem đến cái phúc lạc đời sau. Cũng giống như trong căn nhà bị cháy, mà cái gì bị cháy rụi thì cái đó nó không có lợi ích gì cho người đó, chỉ có cái gì mà mang ra khỏi căn nhà đang cháy đó thì mới có lợi ích thôi. Cũng vậy, tài sản sở hữu nào mà mình biết đem bố thí thì cái đó đem lại cái sự an lạc đời sau, chứ không phải là không có bố thí rồi nó đem lại cái sự hạnh phúc an lạc. Chính cái câu nghĩa này chúng ta cũng nên hiểu rằng là khi mà mình có tiền bạc, có tài sản, và mình biết đem cho thì mình mới có sự an lạc. Còn khi mà không biết cho đó, mà chúng ta dùng xài thụ hưởng ngay trong hiện tại, chẳng hạn như là có tiền bạc thì chúng ta đi du hí du thực, rồi chúng ta đi cờ bạc, rượu chè, vân vân, nó tiêu pha tài sản đó, không đem lại lợi ích gì hết. Ở trong đời sau nó không đem lại an lạc gì hết. Cho nên người xưa mới nói rằng là cái gì mà ăn á, thì đó nó mất. Cái gì mình ăn, ăn xài thì nó mất. Còn cái gì mình dự trữ thì mai mốt sẽ bỏ lại cho người khác xài. Chỉ có cái gì mình đem cho thì cái đó còn là của mình thôi. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên cái câu nói này không có nghĩa là chỉ có cái việc bố thí mới là đưa đến cái quả là xuất khẩu pha lâm. Chúng ta cũng biết rằng là đưa đến quả lạc đó, nó có nhiều, nhưng mà ở đây nó tóm lại là Đức Phật này tóm tắt lại chỉ có ba cái punya kriyavatthu, tức là ba cái sự kiện mà tạo cái phước, gọi là phước nghiệp sự dānamaya punya kriyavatthu, là phước nghiệp sự do bố thí. Sīlabhaya puñña kriyavatthu là phước nghiệp sự do giữ giới.
và Savanabhaya Punyakariwathu là phước nghiệp sự do tu tập thiền định. Thì như vậy rõ ràng là Đức Phật nói cái phước nó có, nếu mà tạo cái sự an lạc, cái quả phúc đó, thì nó có đến 10 điều hoặc 3 điều, chứ đâu phải chỉ có bố thí không. Nhưng mà trong cái lời nói của vị chư thiên ở đây đó, thì đang nói về cái khía cạnh bố thí. Một người mà có tiền bạc, có tài sản, hưởng thụ là một lẽ, nhưng mà phải biết cho nữa kìa, thì mới đem đến sự an lạc trong đời sau. Chứ còn nếu mà hưởng thụ không đó, mà không có cho, thì đời sau sẽ không có sự hạnh phúc, không có sự an lạc. Cho dù rằng sau khi chúng ta chết, chúng ta mệnh chung cái tài sản mà bỏ lại thân nhân, dùng cái tài sản đó để làm một cái đám ma, làm một cái tang lễ thật là long trọng linh đình, rồi đốt vàng mã hay là cúng kiến đủ thứ, cái đó cũng không có đem cái sự an lạc cho cái người đã chết đó. Mà chính người đã chết đó, nếu được trong thời bình nhật mà tự họ biết đem cái tài sản đó ra mà bố thí, thì như vậy khi mà họ chết, họ sẽ được sự an lạc. Nói tóm lại vấn đề này, chúng ta phải đặt một câu hỏi xuôi và câu hỏi ngược theo tính cách song đối với mắt cá. Chúng ta nói bố thí được quả lạc phải chăng? Đó là một câu hỏi. Câu hỏi thứ hai, hay được quả lạc là do nhờ bố thí phải chăng? Thì câu hỏi hai chuyện gì? Thì cái câu hỏi đầu, bố thí được quả lạc phải chăng, chúng ta nói phải rồi. Bởi vì có bố thí thì có được quả lạc. Nhưng mà nói được quả lạc do nhờ bố thí phải chăng, chúng ta nói chưa hẳn. Là bởi vì được quả lạc có thể do giữ giới, có thể là do tu thiền, có thể là do bố thí. Do bố thí thì giới tu thiền cũng phục vụ tính pháp, thuyết pháp, hội ứng phước, thiện phước, và có chánh kiến. Thì 10 cái đó đem đến quả lạc, không phải riêng gì bố thí. Cho nên vấn đề này chúng ta phải được hiểu bằng cách là chúng ta lập luận để trả lời hai câu hỏi đó. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Phật Thầy. Sao không kính trình Thượng Tọa Thượng Sư? Bạch Thượng Tọa Sư, nhân Thượng Tọa đang ở trước máy đó, xin hỏi Thượng Tọa thêm một câu nữa là không phải chỉ trong bài kinh này mà rất nhiều bài kinh chúng ta hãy đề cập đến cái chuyện mà sau khi chết thì được sanh về cõi trời, sanh về thiên giới do mình bố thí trì giới vân vân. Thì sẽ có một vài Phật tử hỏi rằng như vậy cái việc mà sanh về thiên giới đó, nó có phải là một điều khả cầu, là một điều nên mong mỏi, nên hướng đến của người Phật tử hay không? Thì câu trả lời của chúng ta như thế nào, xin kính thưa Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị,
đối với cái cảnh giới tái sanh an lạc đời sau như là cõi trời vân vân, đó không phải là cái mục đích khả cầu của một người Phật tử hay là một vị hành giả tu tập. Vì luôn luôn Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, ví như phẩm dầu cho nó chỉ có văn trúng thân mình một đốm thôi, một chút thôi cũng là hôi thối, đừng nói chi là nhiều. Cũng vậy, ta nói rằng sanh hữu là khổ, cho dù sanh hữu một kiếp cũng là khổ. Do vậy phải chấm dứt cái sự luân hồi, chấm dứt sanh hữu. Còn cái trường hợp mà ở trong kinh Đức Phật ngài nói những cái trường hợp một người sau khi bố thí, sau khi thọ hưởng đúng pháp, không bị chỉ trích, và đó là cái nguyên lý do dân được sanh về cõi trời sắc cấm bút về tí tha năng. Cái đề này là Đức Phật nói một cách vị chư thiên đó đã nói, mà Đức Phật ngài mặc nhiên chấp nhận là cái đó là một sự kiện hiển nhiên, cái sự kiện hiển nhiên. Bởi vì khi mà một người mà chưa chứng được đạo quả a la hán, chưa chứng được đạo quả a la hán, thì người đó sau khi chết còn phải tái sanh. Mà nếu như người đó trong đời sống bình nhật có làm được cái công đức như là bố thí vân vân, thì sau khi chết người đó cũng được tái sanh về cõi trời, dẫu rằng ngay trong hiện tại vì chưa chứng a la hán cho nên người đó vẫn còn phải tái sanh. Cái đó là lẽ đương nhiên. Khi nào mà ở trong kinh mà chúng ta nghe nói rằng ước vọng hay là mong cầu được sanh thiên đó, Đức Phật là khuyên đệ tử nên ước vọng mong cầu sanh thiên, thì cái đó thì mới là trường hợp mà chúng ta thắc mắc. Mà ở đây chúng ta cũng nhớ nhiều trường hợp lắm. Ở trong bài kinh mình nó có liên quan đến Mithuna Vayuga Sutta, Đức Phật này có thuyết cho một vị Bà La Môn nghe. Khi bị Bà La Môn đó hỏi về cái đời, có những người họ tự xưng họ sống đời sống phẩm hạnh bởi vì họ không có dâm dục, thì trong lúc đó Đức Phật này giải thích tới 7 điều dầu cho cái người tu phẩm hạnh đó họ không có hành dâm dục nhưng mà họ còn có những cái hành xử khác, chẳng hạn như là thích nhìn người nữ hay là thích nghe người nữ cười nói, hoặc là mơ tơ tưởng đến những cái giọng nói giọng cười của người nữ,
hoặc là để ý thấy những người cư sĩ thọ hưởng dục lạc, rồi vị tỳ kheo nhìn với cái tâm thích thú, tò mò, vân vân, thì cái đó nó cũng gọi là làm cho phẩm hạnh bị bi trùng, bị manh mún, bị lớn đớn, bị lấp phá. Và cái điều cuối cùng mà Đức Phật ngài dạy một lẽ nữa, vị kheo thực hành phẩm hạnh với sự mong ước rằng nguyện do nhờ cái hạnh tu này, cái phẩm hạnh này, ta sẽ được sanh thiên, là một thiên nhân. Hành phẩm hạnh với cái mục đích như vậy đó, gọi là phẩm hạnh của vị tỳ kheo ấy bị bể vụn, bị lớn đốm, bị có quế. Thì như vậy trong cái đoạn kinh nó cũng để chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật không chủ trương là làm phước để mong cầu để cảnh giới tái sanh trời người tốt đẹp. Nhưng mà những trường hợp mà chúng ta nghe thấy ở trong kinh điển đó là Đức Phật ngài xác nhận rằng những người sau khi bố thí, sau khi giữ giới, sau khi tu thiền, sau khi cung kính, sau khi phục vụ, sau khi tính pháp, sau khi thuyết pháp, vân vân, nếu ngay trong đời sống hiện tại đó mà họ chưa thành tựu được đạo quả giải thoát, chưa đạt đến lậu tận, để sau đời sống này không còn đời sống khác, thì những người đó do nhờ những cái hạnh, do nhờ những cái thiện hạnh, những cái công đức mà người đó đã tạo, thì người đó chết cũng sẽ sanh về cõi trời. Ở đây chúng ta phải nhớ, nếu như ngài không có xác nhận như vậy mà ngài phủ nhận, thì rõ ràng là chúng ta thấy ở đây trên đời không có nhân quả, không có nhân quả nghiệp báo. Tại sao? Vì do chủ trương không có nhân quả nghiệp báo, cho nên mới cho rằng dù làm phước và bố thí cũng không được sanh về cõi trời. Nói như vậy thì nó đi sai với cái chân lý đi. Cho nên Đức Phật ngài phải nhìn nhận, phải thừa nhận điều đó là có quả, kết quả của bố thí, kết quả của sự trì giới của Phật. Nhưng mà ngài không có khuyến khích làm tham cầu cái cảnh giới tái sanh. Đó là cái câu trả lời mà chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Đặng Quỳnh nêu. Nam mô Bổn Thầy. Xin được tiếp theo lời Thượng Quyền và Thượng Tọa Tự Siêu với một vài điều để suy nghĩ về bài kinh ngày hôm nay. Ở trong bài kinh ngày hôm nay, thưa quý vị, có đề cập đến cái một thứ mà có lẽ là người Việt Nam của chúng ta nói thêm thì nó cũng hơi dài dòng, thành ra ngay cả trong cái bản hiệu đính đó, thì chúng tôi cũng không có nhắc đến là cái chữ Pachana, Pachana tức là cái
cái lu, cái khạp, cái hũ đựng những cái đồ mà quý. Ngày xưa thì thưa vị, thời đó chúng ta không có cái hộp safe, hộp an toàn, và cũng không có chỗ để cất. Thành ra người ta cất những đồ quý họ cất ở trong những cái khạp, cái lu, để nó tránh mối mọt, nó tránh cái nước, và nước vào nó hư đó đi. Thì ở đây vị thiên nói lên một hình ảnh minh họa, một thí dụ mà thí dụ chúng ta cũng tìm thấy một vài nơi khác rải rác đó đây ở trong kinh, đó là ngôi nhà bị cháy. Ngôi nhà bị cháy, thí dụ chúng ta đang ở trong ngôi nhà mà ngôi nhà bị cháy đó, thì chúng ta biết rằng thời xưa tất cả những cái tài sản quý giá chúng ta để trong nhà hết đó, thì một cái người mà khôn ngoan có trí đó là biết là nên cái gì thể đem ra được, và cái gì có thể đem ra là cái gì nên đem ra. Gọi là nên đem ra là cái đó nó phải có giá trị. Thí dụ như là cháy nhà mà chúng ta không thể tập trung lấy cái mang cái ghế ra bên ngoài, cái ghế nó không phải là vật có giá trị nhiều để mà cố gắng để mang ra. Nhưng mà đồng thời có những thứ khác tuy nó quý, nhưng mà cho dù nó quý tới đâu đi nữa, thí dụ cái cột nhà chẳng hạn, mà gỗ, bây giờ nhà cháy thì chúng ta làm sao mà lấy được cái cột nhà ra ngoài, thì thưa quý vị, chuyện đó là chuyện rất là không có thích hợp, bởi vì nó quá cứng, quá lớn để chúng ta có thể dời một cái vật như vậy ra bên ngoài. Trong cái bài kệ này nói lên một cái hình ảnh là khi mà căn nhà bị cháy đó, thì chúng ta phải nghĩ đến hai cái điểm, là một là những vật quý nào có thể, những vật nào nên đem ra, và khi mình biết vật nào gọi là quý thì phải hỏi là con nào có thể được mang ra. Thì cái thí dụ này để nói lên là trong cuộc sống của chúng ta đang bị thiêu cháy bởi già và chết. Già và chết là đời sống này, cho dù chúng ta là ai, sinh ra là nam nữ, giới tính nào, địa vị nào, dù là hoàng nữ, công chúa hay thường dân, thì hai cái mà nó luôn luôn thiêu cháy chúng ta, đó là sự lão hóa, sự lão hóa và cái chết. Và cái lão hóa dẫn đến cái chết. Điều này có nghĩa là cái trữ lượng mà thời gian kiếp sống của chúng ta nó vơi đi mỗi ngày. Chúng ta sống được 100 năm thì mỗi một ngày nó mòn đi một chút, mỗi một ngày nó mòn đi một chút. Có nhiều vị họ thí dụ là giống như một cái ống chỉ, cuốn chỉ mà mình cứ tháo chỉ ra thì từ ống cuốn chỉ nó sẽ nhỏ đi, thì cái thời gian mà chúng ta sống ở trong kiếp người mỗi một năm trôi qua đó là cái trữ lượng tuổi thọ chúng ta nó giảm đi. Ở đây thì không dùng thí dụ ống chỉ mà thí dụ cho già và chết như là một sự thiêu cháy, lửa nó đang cháy, càng ngày nó càng mòn, càng ngày càng khuyết, càng ngày nó càng giảm đi cái sự tồn tại kiếp sống. Dạ, lửa ở đây gọi là già và chết thiêu cháy. Thì trong già và chết thiêu cháy này đó, thì ở đây lại nói đến một cái thái độ khác, là người khôn ngoan đó thì biết bố thí. Dạ, biết bố thí cái vật mà mình bố thí là cái vật mà mình có thể mang theo được. Tức là không phải vật gì có giá trị cũng mang theo, cũng ra được, và không phải cái gì, bất cứ điều gì cũng nên mang theo. Dạ, nên mang theo và có thể mang theo là hai thứ mà mình phải để ý. Nên mang theo là gì? Đó là công đức, đó là phước báo. Chúng ta rời bỏ cuộc đời này không thể mang theo nhà cửa xe cộ, nhưng mà gọi là có thể mang theo, thì để có thể đó thì những cái vật chất mà mình có thế gian đó, nó phải chuyển từ một cái vật xài bình thường ở trong nhà, chuyển từ tiền ở trong nhà băng, chuyển từ cơm mình ăn, mà sang một cái vật gọi đinh năng, tức là vật thí. Dạ, vật thí. Nếu mà những cái thứ mà mình có mà nó không chuyển thành vật thí thì cái đó nó không thể tạo ra phước được. Thành ra như hồi nãy quý vị nghe tụi siêu nói đó, thì ở trong bài kệ này nói rằng hệ cái vật mà
nó được bố thí, được cho đó là nó là cái vật mà mình có thể mang theo và mang theo cái lễ. Còn nếu mà chúng ta cũng cái vật đó, cũng tiền đó, chúng tôi có quen với một vị hòa thượng cũng lớn tuổi, bệnh cũng rất là nhiều, nhưng mà khi mà hòa thượng gọi cho người khác, hòa thượng nói về vấn đề vận động để mua thêm đất thì chúng tôi nghe chuyện đó chúng tôi cũng thấy lầm lạ là một khi đã quá lớn tuổi rồi mà mua thêm đất đai rồi phải xây dựng cơ sở phải này kia rồi chết rồi bỏ lại, thì đúng là cái miếng đất là cái gì đó mà mình không thể mang theo được. Cái mà mình có thể mang theo được không phải là cái mà mình tích góp, mình giữ ở trong kiếp hiện tại này bằng giấy tờ, bằng sổ đỏ hay là bằng bằng khoáng hay là bằng giấy chủ quyền, mà cái mà mình có thể mang theo được đó là cái mà mình cho ra. Dạ, đó cái mình cho ra. Thật ra ở tại đó thì chúng ta nên hiểu rằng cái câu mà nói rằng cái quả phúc an lạc, cái quả an lạc nó đến từ cái vật được cho chứ không phải là từ cái vật không được cho. Ví dụ như trong cuộc đời này mình có rất nhiều thứ, mình là tỷ phú đi, mình có rất nhiều thứ mà mình không cho để nằm yên đó đó, thì cái quả phúc nó không có đến từ đó đâu, mà quả phúc đó chỉ đến từ những cái gì mà mình đã cho, dù là nó là cái mãi mai cỏn con cho chỗ này chút chút kia chút, nhưng cái đó là cái đó là cái gì mà mình có thể mang theo được. Và rồi trong bài kệ này cũng có một điểm rất là thú vị mà Thượng tọa Pháp Đăng cũng có đề cập đến, đó là mình nói về sự hưởng dụng tài sản. Thật ra có nhiều người hiểu sai, có nhiều người hiểu sai là nói rằng khi mà mình có tài sản mà mình hưởng tài sản đó, đó là một cái chuyện có tội, là mặc cảm theo Phật pháp. Thật ra không phải như vậy. Dĩ nhiên là người xuất gia đó thì Đức Phật ngài có cho phép cái sự sử dụng một số các nhu yếu như tứ sự, nhưng mà đối với người cư sĩ đó thì khi mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng dạy rằng có những cái hạnh phúc của người cư sĩ là có thể tạo ra tài sản một cách lương thiện với bàn tay lương thiện của mình, và hưởng dụng cái tài sản mà mình tạo ra cách lương thiện cũng là một thứ hạnh phúc khác, hay là không có thiếu nợ cũng là một thứ hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật, nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh đó, rất là thực dụng, không phải là ngài dạy là một người sống có tiền là nên đem ra tầm phước hết rồi rồi bản thân của mình là sống khổ sở, sống một cách thiếu tiện nghi, sống này kia. Không, Đức Phật ngài không có dạy như vậy. Cái chuyện mà sống khắc kỷ, sống hạn chế đó, nó chỉ có lợi cho cái người tu tập và cho người thực sự tu tập. Ví dụ như là người tu thiền hay là người tu bát quan trai thì mình tránh để làm thỏa mãn các cái dục lạc của giác quan, thì cái đó Đức Phật có dạy như là việc của người tu. Còn cái người cư sĩ bình thường nếu tạo ra tài sản một cách pháp, một cách lương thiện và hưởng thụ tài sản cách lương thiện đó, thì cái đó không phải là điều có tội, không phải là điều nên mặc cảm. Về điểm này chúng ta không phải chỉ tìm thấy ở trong bài kinh này mà chúng ta tìm thấy trong nhiều bài kinh khác lắm. Như hồi nãy chúng tôi có nói rằng Đức Phật dạy cho ông Cốc Cô Độc. Ông Cốc Cô Độc là vị thánh cư sĩ, mà Đức Phật nói bốn cái pháp mà khiến cho người cư sĩ, bốn pháp an lạc người cư sĩ là tạo được tài sản một cách lương thiện, có tài sản đó rồi mình giúp ích cho thân bằng quyến thuộc, cho người thân của mình được an lạc. Mình có tài sản rồi giúp cho những người thân an lạc, đó cũng là một điều hạnh phúc. Rồi tự bản thân mình hưởng dụng tài sản một cách hợp đạo là cái đó cũng hạnh phúc, là một an lạc. Và mình không có nợ nần cũng là một sự an lạc. Thật ra khi mình nói với ai, mình nói với người nào, chứ không phải là cũng như ở đó tất cả mọi người đều phải tu thiền hết, ai không tu thiền đứng niệm xứ, ai không đi hành thiền ấy, thì người đó xem là xấu xa là không được. Hay là đôi khi chúng ta ở trong đời chúng ta hay nói là chỉ có những người ăn chay mới là từ bi, những người không ăn chay là hoàn toàn không từ bi, chuyện đó không có phải đâu. Nhưng mà cái cách mà chúng ta muốn nói ở tại đây, ở trong đạo Phật đó, là nó tùy theo cái bối cảnh, nó tùy theo hoàn cảnh. Ví dụ như một vị xuất gia hay là một người tu thiền mà có tiền bạc, có tài sản mà hưởng thụ nhiều quá thì tu không được là phải rồi. Nhưng mà với một người cư sĩ đó thì cái chuyện
biết hưởng dụng tài sản và biết cho, tức là bên cạnh sự hưởng dụng biết cho, tức là biết đổ xuống hố sâu và biết chôn của để dành, nó đều giống nhau hết. Thậm chí Đức Phật còn dạy rằng nó chia là bốn phần: một phần trả nợ cũ, phần cho vay nợ mới, một phần tư là đổ xuống hố sâu, một phần tư là chung của để dành. Thành ra chúng ta hiểu được cái đạo lý, cái lý lẽ ở đây mà Đức Phật dạy như vậy. Và thật ra thì trong bài kinh này cũng có một câu là một người biết hưởng dụng và biết cho tùy theo khả năng, tùy theo khả năng của mình, tức là mình có bao nhiêu, gọi là liệu cơm cấp mắm, mình hưởng bấy nhiêu, mình cho bấy nhiêu, thì cái đó là cái cho không có không có lỗi lầm, khuyết phạm, không có lỗi lầm, cái cho đó cho vô tội. Thì cái cho không, cái cho và cái hưởng dụng không lỗi lầm là như vậy. Chúng tôi sẽ lấy ví dụ là có nhiều người họ quá muốn làm cúng dường một cái tượng Phật ở chùa và họ không có tiền, rồi không có tiền rồi họ đi vay tiền, và đi vay tiền rồi làm khổ vợ, khổ con, khổ người này người kia, bản thân mình cũng khổ, thì cái đó là họ làm vượt ngoài khả năng của mình. Dạ. Hay là bây giờ mình làm lương, cái lương không có đủ để mình ở căn nhà như vậy, nhưng mình quá muốn căn nhà vậy, thành ra mình phải mua căn nhà, mình sẽ chạy đồ này chạy đồ kia, vay nợ, và mình làm việc rất là cực khổ, hành hạ bản thân mình, thì cái đó là cái mà nó vượt khỏi khả năng của mình. Dạ. Thì trong cái cách hưởng và cách cho đó, nó còn có một cái khéo khác nữa, là nó nên được vừa phải tùy theo khả năng mà mình đã có. Ở đây không có nói chuyện đúng sai phải quấy hay dở, chúng tôi nói là một người sinh ra đó, một số chúng ta có cái phước, mình cái phước chừng đó thì mình làm chừng đó, đừng có thấy rằng người ta có thể bỏ ra 10.000 để làm chuyện đó rồi mình phải làm 10.000, mà có nhiều khi ta bỏ 10.000 bởi vì người ta có tài sản nhiều hơn, còn mình tài sản ít hơn thì mình cạnh tranh với người khác thì không nên. Hay là có những trường hợp mình gọi là vung tơ quá trắng, vung tơ quá trắng, tức là mình làm mà mình không có lượng sức. Thành ra cái câu nói là mình hưởng dụng và biết cho thì theo khả năng cũng là một cái thái độ khôn ngoan của người trí. Và thưa quý vị, vị thiên này nó có câu là biết cho và biết hưởng dụng một cách vô tội, thì vì đó sanh thiên giới trên cảnh trời, tức là người đó có thể ra đi với tâm nhẹ nhàng, mà những ai mà chết với tâm nhẹ nhàng đó thì người đó sanh về cõi an lạc, sanh về thiên giới. Ở đây thì chúng ta trở lại với cái ý nghĩa đầu tiên của bài kệ này, là nói về cái ngôi nhà bị cháy. Thì thật ra cuộc sống này nó có một cái tính cách cấp bách. Dạ. Chúng ta thì hay cái tính quẩn đại hay là sự dễ ngươi. Dạ. Quẩn đại dễ ngươi ở đây là mình cảm thấy rằng đời sống mình nó có thừa, đời sống mình có dư, thậm chí năm dài tháng rộng mình trông cho mau Tết, mình trông cho mau thứ ngày nghỉ hè, mình trông cho mau thứ ngày sinh nhật, vân vân, mình cảm thấy thời gian dài quá. Nhưng mà kỳ thật thì ở trong cuộc sống nó có tính cách cấp bách, có vì cái thời gian quá rồi. Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi về làm trụ trì ngôi chùa Pháp Luân đó, thì năm đó chúng tôi 21 tuổi, và ai cũng nói là vị trụ trì đó sẽ dẫn đẳng là trụ trì trẻ. Nhưng mà thưa quý vị, từ năm 21 tuổi năm nay á, là thượng tọa Từ Siêu 60 tuổi, chúng tôi nhỏ hơn thượng tọa Từ Siêu 2 tuổi, thì chúng tôi cũng 58 rồi. Thì chờ 1-2 năm nó qua rất nhanh, chúng tôi cũng 60. Quý vị nhớ từ 21 đến năm 60 đến năm 60 là 40 năm. 40 năm như vậy mà nếu tính lại thì nó qua không có, nó qua nhanh, quý vị, rất là nhanh. Và đời sống rất là nhanh. Và có một số Phật tử ở chùa mà họ đã đi chùa từ 40 năm qua đó, thì chúng tôi biết hồi họ còn trẻ, hồi họ còn săn sái thế này kia, bây giờ thì thưa quý vị, họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tại vì khi mà chúng tôi về chùa thì năm làm trụ trì năm 21 tuổi, mà năm nay chúng tôi gần 60 rồi, thì họ khi bước vào chùa cũng ba mấy 40, năm nay họ đều trên 80 rồi, rất là mau lắm. Có ai có sống và trong một cái thời đại mà làm việc cực lực, làm việc rất là nhiều như ở Mỹ hay là chúng tôi tin ở Việt Nam bây giờ vậy, thì thấy 10 năm nó trôi qua rất nhanh. Bởi vì trong cuộc sống này đó, nó không phải là cái chuyện mà mình ngồi để ngắm lá vàng mùa thu, hay là mình đi bộ chậm rãi trên công viên,
Mà đôi khi cuộc sống nó nên quan niệm đó là mình đang sống ở trong một ngôi nhà đang cháy, và cái thời gian nó không có nhiều. Khi mà ngôi nhà bị cháy thì mình phải mang gì? Chúng tôi nhớ có một năm chúng tôi đi với một Phật tử lên Bắc California để thăm những căn nhà bị cháy đó. Thì mình nhìn những nguyên cả một cái khu gia cư. Khu gia cư là nhà cửa xe cộ bị cháy đó. Thì mình mới thấy được là cái sức lửa rất là khủng khiếp. Khi mà nó nuốt trọn cả căn nhà thì thứ gì, máy lạnh, máy sấy nó cũng cháy ra, và xe đậu trước bị cháy. Và chúng tôi đọc báo có những ngôi nhà mà cảnh sát chỉ đến đập cửa, nghĩa là không phải là gõ cửa bình thường mà đập vào cửa sổ đó cho nó bể ra, để kêu mọi người chỉ kịp mặc đồ ngủ chạy ra đi lên, không còn lấy cái gì ra được hết khi mà lửa nó đến. Và trong trường hợp đó đó thì chúng ta phải tỉnh táo, và chúng ta phải tỉnh táo mà nhận rằng à, lửa đang cháy, cái gì là cái mà mình nên mang ra ngoài. Có nhiều người không bao giờ nghĩ là nhà mình cháy hết, có nhiều người suốt đời không bao giờ nghĩ nhà mình cháy hết, tự nhiên nghe kêu cháy thức dậy rồi chạy ra bên ngoài rồi gọi nơi quanh quanh kịp sự cứu hỏa đến thì nhà cháy rồi. Thì lúc đó phải phải chi, lúc đó mình đem tiền ra, đem giấy tờ, đem miệng kia ra, thì phải nói rằng đời sống của chúng ta mình không có chuẩn bị trước. Dạ, chuẩn bị trước ở trong cái cơn gọi là thất thần hay là trong cơn hốt hoảng thì chúng ta không biết cái gì mình phải mang theo. Và bài kệ này cũng nhắc chúng ta một điều rằng không phải cái gì chúng ta có cũng là cái gì nên mang theo, và không phải cái gì nên mang theo thì cũng đều là có thể mang theo. Dạ. Những gì chúng ta có mà không hẳn cái gì chúng ta nên mang theo, thí dụ như là có ai chết trong cuộc đời này mà mang theo cái danh, mang theo đất đai, nhà cửa, mang theo những cái mà chúng ta trân trọng hàng ngày đó. Dạ. Nhưng mà ngoài cái biết cái gì nên mang theo thì chúng ta hiểu là cái gì có thể mang theo. Thì ở trong bài này nói rất rõ rằng cái gì được cho, được bố thí, được chuyển thành phước sự thì cái đó có thể mang theo. Mang theo tại vì từ cái vật chất bình thường mà biến thành một cái vật thí, tức là từ vật chất bình thường nó trở thành cái gọi là cái phúc nghiệp, thì nó tạo ra phúc quả. Bây giờ những cái đó, thí dụ như chúng ta có rất nhiều tiền mà tiền để trong nhà băng thì thứ gì cái đó chúng ta không thể mang theo được. Dạ, chúng ta không thể bằng hoàn toàn mang theo được. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó thì ngày hòa thượng giác ngày hộ giác ngày hòa thượng giác tâm có sang Tích Lan và chúng tôi cũng mới đi, thì ở trong cái chuyến đó có một cái chuyện là có đến thăm một cái ngôi chùa của ngài Narada. Và trong ngôi chùa đó thì ngài hòa thượng hộ giác và ngài giác tâm, bởi vì sự quen biết và vì cái địa vị của các ngài đó, thì lại được tặng một viên xá lợi Phật. Và lúc đó thì mang trở về Mỹ có làm cái lễ cung nghinh. Rồi sau đó thì hòa thượng hộ giác chúng tôi mới cúng dường một số tiền, và nhờ có hai anh Phật tử ở trong Hô Ma đã ảnh làm một cái tháp bằng vàng. Dạ, cái tháp bằng vàng để tôn trí những xá lợi đó. Thì thưa quý vị, trong thời gian đó thì